Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc áo yếm này. Các bạn chuẩn bị sợi 1mm và kim móc phù hợp. Đầu tiên các bạn móc khoảng 250 mũi mắt xích hoặc một đoạn dài có thể vòng qua cổ và buộc được ở sau cổ. Sau đó ở giữa các bạn để ra 50 mũi mắt xích để bắt đầu móc yếm. Hàng 1, hàng 2 các bạn móc không tăng không giảm, cứ một mũi kép thì một mũi mắt xích. Tập áo này mình chỉ đếm mũi kép cho các bạn đỡ lẫn nhé. Sau đó ta bắt đầu tăng ở giữa, tức là móc được 12 mũi kép thì các bạn tăng một mũi, cuối cùng móc 12 mũi kép cho hết hàng. Cứ như thế các bạn móc tăng như mình vẽ. Sau 14 hàng, chúng ta bắt đầu chít nách và tăng mũi 4 hàng. Đến hàng thứ 19 các bạn thêm số mũi mắt xích sao cho đo lên người bằng vòng ngực của các bạn. Hoặc các bạn có thể tăng gấp đôi số mũi các bạn đang có. Sau đó nối hai đầu thành một vòng tròn và cứ thế móc thân áo. Đoạn tăng thêm mũi này là móc thân sau của áo. Các bạn móc sau cho có độ dài vừa ý các bạn. Vậy là kết thúc áo. Chúc các bạn thành công. Mình sẽ móc thử mấy hàng cho các bạn xem nhé.